mới học mới biết được cái này là tốt rồi, thầy tặng em nửa điểm nhé. Thế còn giờ thầy sẽ hướng dẫn em khi chúng ta trình bày bài thi thì trình bày thế nào? Thì dạng trình bày nó cũng cơ bản như thầy đã trình bày slide thôi. Vì những cái dạng bài này chúng ta thấy là nó buổi cuối cùng em nhé, thầy đã bảo rồi buổi cuối cùng mới kiểm tra vấn đáp để cho các em có nhiều thời gian ôn. Buổi cuối cùng tức là buổi thứ tư thì các em vẫn đi học bình thường, thì sau đó học xong tiết đầu thì em nào không kiểm tra thì điểm danh và có thể rời khỏi nhóm, còn em nào kiểm tra thì ở lại nhóm. Bây giờ thầy sẽ trình hướng dẫn các em khi thi mình làm nào. Thầy này chia sẻ cả màn hình. Cái số 13 nhé, thầy đã đưa lên mục file rồi đấy. Đấy, với bài này thì chúng ta trình bày như sau. Đấy cũng chính là cái bài tập đầu tiên đấy, đúng không? Viết cấu trúc của nó ra, giải thích từng thành phần một. Mỗi chữ đây là sigma ABC này. Q đây chúng ta dùng đến 5 Q này, đúng không? Bộ chữ gamma đây, vì không chẳng thấy đầu, B thuộc gamma ký hiệu trắng, em phải giải thích đầy đủ như thế, tập trắng thấy cuối trên F5. Đấy, em thấy đây, đầu tiên là gặp A này đúng không? Quy không gặp A chúng ta chuyển sang Q1 đánh dấu X. Ở đâu cho Q1 vượt A đúng không? Cứ gấp A là vượt trái. Vượt đến C thì như vừa thầy nói đấy, để biết đánh dấu chỉ có một ký hiệu C thôi thì chúng ta cho phải để chuyển sang Q2. Chứ còn chỗ này mà các em này vẫn giữ Q1 thì có nghĩa là bao nhiêu ký hiệu C cũng được đúng không? Vì cứ nó lại lặp lại cái hàm ba này thì có nghĩa là một cái C cũng được, hai C cũng được. Thế là không đúng đúng không? Nên chúng ta được, thì hiện là có một con C thì chúng ta phải nhảy sang khi mới. Thầy hỏi nếu chỗ này lại có hai con C thì làm nào các em? Giả sử có hai con C làm nào? Hai kiểu C làm nào? Khi thi thì trên cái kiến trên những cái bài cơ bản này thầy sẽ biến đổi đi nha, có thể cộng một chỗ nào đó, có thể nhiều hơn chỗ nào đó để các em phải viết suy luận. Như thi nó không đề nó không dừng hết thế này đâu. Trên cái dạng này là sẽ cộng thêm một ở chỗ nào đó hay gì đó, nên chúng ta phải biết tư duy thì vì đây thuộc câu khó mà. Đấy thì ví dụ ở chỗ này lại có hai ký hiệu C làm nào, ví dụ nó sẽ là A, ba con A cho này, A thì thoải mái đúng không, nhưng mà C có hai C thôi, B thì này có cũng thoải mái đúng không, nhưng mà B nhiều hơn A đấy đúng không. Đấy, thế nó thế này thì nào nào. Đấy tôi coi như mà về suy nghĩ nhá, những chỗ này là để chúng ta rèn tư duy. Thầy chỉ trình bày này thôi, tức là về các em vì muốn đến lúc thi nó trơn tru ấy, thì mình phải thử hết các tình huống đi, mình tự ghi ra đi, trên cái dạng cơ bản này mình tự ghi ra đi. Thì mới có thể được 90 được. Nào đây nhé, đang ở Q1 thì gặp C đổi sang Q2, sau đó là Q2 là vượt X đúng không? Vượt qua chỗ này thì các em chú ý là cũng chả cần đánh dấu Y đâu, nó không cần đánh dấu Y đâu, bởi vì nó có C nó điểm giữa thôi, cái bài hôm trước là nó không có điểm giữa, nên chúng ta phải có Y để chúng ta phân biệt chỗ nào là không ứng với không, chỗ nào đối với một. Đây nó đã có C rồi thì thực ra chúng ta chỉ cần dùng x để cái ký hiệu trên bộ chữ vào nó tiết kiệm đi, chỉ còn x thôi, không còn y nữa. Thế nên cứ vượt qua C cái thì bắt đầu lại gặp x, gặp x đấy thì vượt
vượt qua x, vượt phải x thì sẽ gặp b, gặp b thì chúng ta này đổi thành x chúng ta quay trái, đúng không? Quay trái chúng ta dùng Q3, cứ gặp x là quay trái. Đến C thì lại quay trái tiếp và không cần đổi Q nữa, vẫn Q3 thôi. Như thầy nói là nhận diện một con C là đã có Q2 nó nhận diện rồi. Em vượt C, vượt trái C xong thì đến vượt A, đúng không? Vượt mãi A thì sẽ gặp x, gặp x biết là đến ngõ cụt rồi thì này quay quay phải và chuyển thành Q0. Đấy, thầy bôi đỏ chỗ này tức là bắt đầu lại vòng lên hầm 1 đấy, đúng không? Đây như có vòng đập từ vào hầm 9 lại vòng lên hầm 1 lại thực hiện tiếp chu trình đó. Và cứ thực hiện cho đến khi nào Q gặp C thì biết là cái nửa đánh dấu A nó đã hết rồi, đúng không? Nửa đánh dấu A đã hết rồi. Đấy, thì bắt đầu chuyển sang Q4. Q4 gặp C thì vượt. Ở đây thì phải viết ra để các em dễ hình dung, đúng không? Đây, ví dụ 2A này, sau đến 1C này, 4 kiệu B chẳng hạn, đúng không? Thế thì đây đã được đánh thành X rồi này. X này. Sau X tương ứng là B này. Quay lại là nằm gặp tiếp theo là X này. Ủa? X này, đúng không? Đấy thì sau quay lại là gặp C. Đấy, chính là cái chỗ này đây, Q4 là Q10 gặp C đây thì biết là hết rồi. Cho sang Q4 là C vẫn viết thành C. Đấy, Q4 sang đây, đúng không? Q4 sang đây. Sau biết là tiếp theo là Q4 vượt X, vượt mã X, Q4 vượt mã X. Q4 vượt mã X thì sẽ Q4 gặp B, đúng không? Q4 gặp B. Đấy, chúng ta cứ cứ chạy cái hàm Q4 gặp B thì có bao nhiêu kiệu B là nó nhỏ sẽ vượt hết và vượt mãi thì sẽ gặp B hoa, đúng không? Vượt mãi Q4 sẽ gặp B hoa. B hoa chúng ta cho thành Q5, đúng không? Gặp B hoa chúng ta cho thành Q5. Và chuyển phải, chuyển lúc này chỗ này như thầy nói chuyển phải chuyển trái như nhau không quan trọng nữa. Cái phải trái này không quan trọng nữa. Quan trọng là chúng ta có hình trạng là Q4 gặp B, đây là hình trạng sâu vào đúng. Cho sang Q5, Q5 là trạng thái dừng rồi, đúng không? Trạng thái cuối, gọi là trạng thái cuối. Thế là đoán nhận. Sau đó chúng ta không viết hàm chuyển cho Q5 gặp B nữa thì coi là máy dừng thôi, đúng không? Không viết hàm chuyển là máy dừng. Đấy thì với bài này các em trình bày như vậy nha. Được rồi, thưa thầy trình bày bài hôm nay tiếp nào. À, như thầy đã nói qua hôm trước thì máy thu linh nó sẽ có nhiều dạng khác nhau các em nha, và chúng ta vừa rồi hôm trước ta trình bày là cái dạng cơ bản này, là cái dạng nó dễ hình dung nhất. Máy thu linh có một băng vô hạn một đầu. Thế hôm nay chúng ta sẽ xem các kỹ thuật xây dựng máy thu linh khác. Thì các kỹ thuật khác ý, nó chỉ ý nó để cho nó thuận lợi khi ứng với từng cái dạng bài toán cụ thể chúng ta có thể xây dựng nó khác đi cho nó thuận tiện thôi, chứ còn thực ra nó vẫn cứ tương đương với dạng ban đầu thôi. Với những cái tùy từ những cái bài toán nó có đặc thù nào đó mà chúng ta vẫn dùng cái dạng ban đầu bằng vô hạn một đầu thì nó sẽ mất thời gian.
đấy là tùy đặc điểm tình hình thực tế chúng ta có thể vận dụng, chúng ta là cải tiến cái máy này đi chạy cho nó nhanh, ý như vậy. Thì kỹ thuật thứ nhất là nhớ ở bộ điều khiển hữu hạn. Các em thấy là bộ điều khiển thì nó có hữu hạn trạng thái đấy, bây giờ chúng ta đây thêm một cái ô nhớ chúng ta có thể nhớ được. Đấy, ví dụ trong trường hợp này tình huống này nữa là gì, chúng ta cần ví dụ có một bài toán là gì, đoán nhân những ngôn ngữ mà có ký hiệu đầu tiên nó được làm lại đấy, đúng không? Đấy, bài toán nó đặt ra như thế. Ví dụ trong trường hợp này là chúng ta ký hiệu đầu tiên của nó là C, chúng ta kiểm tra xem là C nó có lặp lại trong cái show này hay không. Đấy, thì với dạng bài toán này thì chúng ta nên tổ chức là cái bộ điều khiển để có thêm một ô nhớ, là có thêm một ô nhớ thì khi đọc được ký hiệu đầu tiên thì bắt đầu chúng ta mới đẩy nó xuống ô nhớ. Đấy, các em thấy đấy. Ô nhớ này thì ban đầu là blank nên là khoảng trắng, ô nhớ trống không có gì cả. Đọc được ký hiệu đầu tiên là chúng ta ghi nó vào ô nhớ, ghi vào ô nhớ của điều khiển. Thế sau đó là chúng ta cứ chạy chạy chạy, cứ chuyển phải chuyển phải. Ở đây lúc cái chỗ chuyển phải thì thầy không biết nào chuyển vì nó mất thời gian, thầy nói ý tưởng thôi. Sau đó chúng ta cứ chuyển phải và khi view đang chuyển phải gặp B này thì không 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 thì cứ để đấy, lại chuyển phải tiếp vẫn giữ Q1. Sang đến A đúng không? Chuyển phải đến A thì vẫn giữ Q1, nó chuyển phải đến C. Chuyển phải đến C thì đấy là cái đầu đọc đọc được nó giống hệt cái nhớ ở băng đúng không? Nhớ ở băng nó là C. Chúng ta chuyển sang Q2, Q2 cho vào trạng thái kết thúc. Đấy. Thế cảm thấy là ý tưởng cũng cũng rất là hay và rõ ràng cái cải tiến đó đi là làm cho chúng ta viết rất là đơn giản đúng không? Chứ bài này các em hình dung mà không nhớ ở bộ điều khiển này thì nó viết rất phức tạp. À, tiếp nha. À, kỹ thuật thứ hai là băng này có nhiều rãnh, cái băng chúng ta lại chia thành nhiều rãnh. À, ví dụ trong ba rãnh này, ba rãnh này. Đấy, thì cái bài này ứng dụng để kiểm tra một số có là số nguyên tố hay không, có là số nguyên tố hay không. Đấy, thầy nói qua nhá, chứ còn ý là thế này thì có ba ba rãnh. Tức là đầu đọc nó đọc đồng thời để được ba rãnh luôn ấy. Tức là mỗi thời điểm nó đọc được ba ký hiệu đấy, nó cứ tương ứng như thế. Thế ví dụ đây cần kiểm tra, đây là số mấy đây, cần kiểm tra một số nào đó thì có là số nguyên tố hay không ấy, thì người ta sẽ để nó vào cái băng đầu tiên, em nhớ, còn để vào cái rãnh đầu tiên. Và cái số cần kiểm tra để ghi dưới dạng số nhị phân nào, cái số đầu tiên đó là số bao nhiêu, các em có còn nhớ cơ số 16 ở cơ số nhị phân không, số số đầu tiên thì theo các em nó là số bao nhiêu, 10111 đấy, bốn con một ở cuối đấy, 10 ở đầu đấy, số đấy là số bao nhiêu. Bốn con một đã, bốn con một cuối là số bao nhiêu các em? Bốn con một là số bao nhiêu nhớ không? 15 thầy. Đúng rồi, 15. Đấy thì con không, thì con không tiếp theo thì chả có giá trị gì. Thế con một kia là bao nhiêu? Con một đầu tiên ấy, ở cái dòng đầu tiên, đúng không? Cái dãy đầu tiên, con một đầu tiên thì có giá trị bao nhiêu? Chúng ta cộng với 15 là xong thôi. Thế con một này thì cho nên đứng trước dấu phẩy bao nhiêu vị trí? Sáu vị trí, đúng không? Đứng trước 6 vị trí. Thì sẽ có giá trị bằng giá trị của nó nhân với 2 mũ mấy? 2 mũ 5 đúng không? Quên hết rồi. 2 mũ 5 thì bằng bao nhiêu? 2 mũ 4 thì 16, 2 mũ 5 32 đúng không? 32 cộng với cái 15 kia thì thành 47 đúng không? Đấy, thế thì cần kiểm tra một số nào đấy, đây ví dụ cần kiểm tra số 47 có là số nguyên tố hay không, người ta viết kiểu kiểu dạng nhị phân, người ta đưa lên cái băng đầu tiên.
Đấy, có cái chữ nên chúng ta phải đưa cái hiệu đầu là và vào để thể hiện, vì khi nó cứ đọc nó cần đọc tới đọc lui mà, như vậy là thêm dấu và vào để nó viết điểm mút, nó còn quay lại ở phần bên bên trái. Thế nha, thì sau đó này nguyên tắc kiểm tra số nguyên tố đây là cứ kiểm tra xem là cái số này có chia hết các số từ từ hai trở đi không, đúng không? Từ hai trở đi không, nếu mà không từ từ hai cho đến giá trị của nó, đấy, nó cũng không biết lấy căn đến căn bậc hai của nó đâu, nó cứ kiểm tra có chia hết cho các số từ hai cho đến giá trị của nó không. À, và khi đó nha, cứ mỗi lần ví dụ cần kiểm tra có chia cho hai không chẳng hạn thì nó copy xuống dưới. Đấy, các em chú ý nha, nó copy xuống dưới, copy xuống dưới, thế sau copy xuống cái băng dưới cùng ý, và cái sau đó nó trừ chia hết, chia chẳng qua muốn kiểm tra có chia hết không, chẳng qua là trừ liên tiếp này, đúng không? Thì đây nó không, thực ra kể ở trong máy tính ấy, thực hiện phép chia hay gì nó chẳng qua có thể nó dùng phép trừ, à, phép nhân thì chẳng qua là tổ hợp của phép cộng, đúng không? Đấy, ví dụ kiểm tra 4 có chia cho hai không thì nó cứ trừ liên tiếp cho hai, trừ khi nó bằng không là chia hết, trừ còn dư thì không chia hết, đúng không? Ví dụ ở 5 có chia cho hai không thì chúng ta với 5 chúng ta trừ đi 2 được 3 này, 3 trừ đi 2 được 1, trừ một còn dư một số này bé hơn nó mà này khác không thì đó là không chia hết. Đấy. Ví dụ trong tình huống này là thực ra là người ta đang kiểm tra đến 5 rồi, em thấy cái băng giữa nó về số 1 không một thì chính là số 5 đấy, và nó đang trừ đấy, nó lấy cái băng băng dưới cùng nó trừ đi băng giữa, thế cho thật trừ không một thì nó cũng không khó, có thể viết được hoàn chuyển. Đấy, cứ trừ trừ cho đến khi nào trên cái băng dưới cùng thì nó còn một cái số mà khác không, chứng tỏ là không chia hết, nó còn số không nó chia hết, chia hết thì thôi luôn, chia hết thì thôi không phải kiểm tra nữa. Thế còn cứ kiểm tra mãi là cái băng dưới cùng sau khi trừ xong nó toàn ra cái số các không thì chứng tỏ là số nguyên tố. Đấy thì các em thấy cái khả năng của máy Turing này rất là mạnh rồi. Cái bài này mà các em nghĩ, các em tưởng tượng nếu mà chúng ta dùng dùng một rãnh như bình thường dạng cơ bản ấy, không chia thành ba rãnh này thì quá phức tạp, quá dài, rất nhiều hàm chuyển. Ngay cả tổ chức như này rồi mà viết cái hàm chuyển cho bài này thì nghĩ nó cũng phải đến hàng chục trang giấy mới ra mới xong được, rất nhiều chi tiết. Nên là cái bài này cũng chỉ nói ý tưởng để các em hình dung thôi, để thấy là cái năng lực của máy Turing nó rất là mạnh. Và gì tùy dạng bài toán mà chúng ta cải tạo cái máy này đi để cho nó hoạt động cho nó nhanh hơn thôi, chứ còn nó vẫn tương đương với cái dạng ban đầu. À, tiếp theo là đánh dấu các ký hiệu. Dùng ký tự hành để chúng ta nhận diện sự nọc lại của một sâu nào đó. Đấy, ví dụ đây cần đoán nhân là sâu có dạng virus virus. Đấy, các em thấy hôm trước là chúng ta đoán nhận virus virus đảo thì nó có vẻ dễ đúng không? Virus virus đảo thì chúng ta virus virus đảo thì ô đẩy xuống ta giải quyết rồi đấy đúng không? Thế thì máy Turing thì đấy, nghĩ giải quyết nó cũng không khó đâu. Thế nhưng mà virus virus thì là khó đấy. Tức là cái sâu virus nó xuất hiện hai lần chứ nó không có đảo gì cả. Nếu nó đảo thì chúng ta còn dễ biết cái điểm giữa, dễ biết cái điểm giữa. Đấy, điểm giữa chúng ta còn đoán được, điểm giữa thường là nó giống nhau, nếu đã đảo thì điểm giữa thường là nó giống nhau. Chứ đây này virus virus ghép vào với nhau thì cái này thì không biết thế nào là điểm giữa cả, đúng không? Rất khó hình dung. Đấy, ví dụ sâu 1100 1100 rất khó hình dung. Thế đây cái này người ta phải dùng người ta này chỗ này các em chú ý là người ta phải vừa thêm cách làm người ta phải vừa thêm một dãnh phụ chứa toàn các hiệu trắng và phải thêm một ký hiệu đánh dấu omega vào. Thì cái chuyển nó cũng khá phức tạp, thế về các em có thể tham khảo giáo trình nha. Thi thì thầy không thi bài này, thi bài này thì nó hơi khó với em. À, chuyển rời trên băng thì máy Turing có thể chuyển rời cả một khối các hiệu khác trắng trên băng sang một
sang phải một đoạn nào đó trên băng. Chúng ta có thể di chuyển, ví dụ sâu chúng ta có A, B, C, D chẳng hạn, chúng ta có thể di chuyển cái sâu đầu A, B đi một vị trí nào đó. Thì cái khả năng này thì các em cũng về tham khảo, chứ còn thi những cái này thì nó dài quá. Đây, một cái điểm mạnh nữa là có thể viết chương trình con này. Các em thấy là tư tưởng viết chương trình con đã có cách đây từ từ hơn gần 100 năm rồi, từ năm 1936 rồi, đúng không? Cái ý tưởng này là để các ngôn ngữ lập trình chúng ta chạy có thể viết chương trình con ấy. Thì cũng giống như một máy hiện đại, trong một máy Turing, một phần của chương trình chính là chương trình đây chính là các hàm đấy, tức là một phần của các hàm chuyển sigma có thể được trình bày như một chương trình con. Chương trình con đó có thể được gọi đến lúc cần, và thực hiện xong chương trình con thì lại trở về tiếp tục thực hiện chương trình chính. Mỗi chương trình con phải có riêng một tập các trạng thái, trong đó có phân biệt một trạng thái khởi đầu và một trạng thái ra. Trong chương trình con không có bước chuyển từ trạng thái ra này, là không có tham gia vào bước chuyển của chương trình con, ý là thế. Lúc gọi chương trình con thì máy Turing được chuyển về trạng thái khởi đầu của chương trình con. Chương trình con gọi lại phải có các bước chuyển từ trạng thái ra của chương trình con để có thể tiếp tục công việc khi ra khỏi chương trình con. Thế này ý là gì? Chương trình con gọi lại phải, tức là bản thân cái chương trình con ấy là phải có cái bước chuyển từ trạng thái ra của mình để bắt nhịp với những trạng thái bên ngoài. Như khi chúng ta ra khỏi chương trình con, chúng ta là phải trở về cái điểm điều khiển để chúng ta bắt nhịp với chương trình chính nhé. Tóm lại, những ý tưởng của chương trình con này thì nó áp dụng vào trong trong ngôn ngữ lập trình. Thì cái bài này cũng người ta cũng viết hàm chuyển cũng rất phức tạp. Thì những cái khóa đầu thì thầy cũng trình bày cho các em, khóa đầu là thầy cũng gần như là trình bày hết như cả cái cuốn giáo trình đấy. Cháu thấy là ít em tiếp thu là quá, thế cháu thầy phải phải bỏ, chỉ mang tính giới thiệu thôi. Sau đó thì thôi, các em nào thích thử khả năng đọc tư duy của mình thì về thêm đọc nhé. Còn thi thì kể cả trước thầy trình bày hết nhưng mà thi thì em không dám thi cái phần này. Nhưng sau thấy trình bày nó cũng không tác dụng lắm, chỉ thực ra chỉ trình bày chỉ một hai em hiểu được thôi. Thế nên là để các em tham khảo nhé, em nào tham khảo mà đọc thấy khó hiểu mà vẫn muốn hiểu thì hỏi thầy, còn không thì hiểu được thì đã giỏi rồi, còn không hiểu được thì thôi cũng được. Vừa rồi là các em thấy là các kỹ thuật của các kỹ thuật khác nhau, thế còn đây là các dạng. Các kỹ thuật thì ý là thế nào? Thực ra các kỹ thuật thì nó vẫn dựa trên cái dạng cơ bản, dựa trên cái mạng dạng vô hạn, dạng cơ bản là băng vô hạn một đầu em nha. Đây, cái dạng cơ bản là băng vô hạn một đầu thì ý đây cái này kể cả chia nhiều rãnh thì vẫn là một băng thôi, vẫn là một băng vô hạn một đầu thôi. Để các kỹ thuật xây dựng là như thế, các kỹ thuật xây dựng là dựa trên cái dạng cơ bản là băng vô hạn một đầu, chúng ta cải tiến nó đi. Ví dụ thêm rãnh nhỏ, thêm rãnh vào nhưng mà nó vẫn là băng, vẫn trên cùng cái băng đó thôi. Hay là bộ điều khiển chúng ta này thêm ô nhớ vào. Đấy. Thế là gọi là các kỹ thuật. Còn bây giờ chúng ta lại sang một cái khác thì gọi là các dạng khác. Các dạng khác ở đây chứng tỏ nó không không giống với cái dạng cơ bản ban đầu nữa rồi. Nó không phải là băng vô hạn một đầu nữa rồi, thì nó có dạng sau. Máy Turing có băng vô hạn hai đầu đấy, đúng không? Giờ nó không vô hạn một đầu nó lại vô hạn hai đầu đấy, thì các em để ý là khi đó người ta cũng tìm cái điểm giữa đấy. Điểm giữa thì vế phải nó chạy từ A0 đến A4 đấy, còn vế trái nó từ A-1 đến A-4 đấy, và người ta cũng chứng minh được là các dạng các kỹ thuật nó cũng tương đương nhau hết. Thế đâm ra là để chứng minh nó tương đương với vô hạn một đầu thì người ta bẻ bẻ gãy cái điểm giữa đi, người ta ghép xuống trở thành là máy Turing có một băng nhưng hai rãnh. Đấy, các em thấy bên dưới để trở thành máy Turing có băng vô hạn một đầu, nhưng mà đây lại dùng dùng kỹ thuật là thêm rãnh vào thành hai rãnh, ý như thế.
Thứ hai là máy tu linh này có nhiều băng. Đấy, các em chú ý là nhiều băng khác với nhiều rãnh nhé, đúng không? Nếu một rãnh ý, thì nó chỉ có một đầu đọc thôi, nhưng mà một lúc nó đọc ba ký hiệu và lúc nào nó cùng cùng tiến cùng lùi thì nó chỉ có một đầu đọc thôi mà. Thế nhưng mà đây nó nhiều băng, nhiều băng thì hiện là mỗi băng có một đầu đọc, nhưng có ba đầu đọc. Ba đầu đọc này thì các em chú ý là nó thoải mái, nó di chuyển, cái thì tiến cái thì lùi, không nhất thiết nó phải đồng thời song song, khác hẳn với nhiều rãnh, đúng không? Nhiều rãnh nó như là ba đầu đọc cùng tiến cùng lùi đúng một cái vị trí. Thế còn đây thì ba đầu đọc nó khác hẳn nhau, nó tự do di chuyển. Thế cái này thì người ta cũng chứng minh được là nó vẫn tương đương với dạng ban đầu thôi, với dạng cơ bản. Tiếp theo là máy tua đinh không đơn định. Thì cái này thì thực ra là chúng ta chỉ cần thêm là gì, mỗi hình trạng có hữu hạn các khả năng lựa chọn thôi cho cái bước chuyển tiếp theo. Chỗ này như OHK thôi. Để chúng ta làm chuyển, chúng ta cho có thể ra một tập các giá trị. Thì cái này thì người ta cũng chứng minh được là nó tương đương với cái dạng đơn định thôi. Nào, đến đây thì như thầy nói đấy, máy Turing là cái máy rất là mạnh, để nó sẽ ứng với một cái văn phạm ở với nó, chính là văn phạm ngữ cấu đấy. Văn phạm ngữ cấu như thầy nói là chúng ta đã học ở chương 1 rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu kỹ nó. Sang chương 5 chúng ta có đặt tên cho nó, gọi là văn phạm ngữ cấu. Nó chính là cái văn phạm tổng quát đã được trình bày ở chương 1. Thì văn phạm ngữ cấu là một hệ thống đã được trình bày, đã được nghĩa trong chương 1. Chúng ta xem lại. Đấy, vẫn tập sigma, tập delta, S ký hiệu đầu. B là tập hữu hạn các sản xuất có dạng trong đó. Đây, các em thấy giống hết cái định nghĩa ở chương 1 này, đúng không? Beta thuộc về sao, alpha thuộc về sao, delta về sao, alpha các rỗng và alpha có chứa biến. Đấy, đây thì chú ý thích thêm. Nhiều sách thì người ta không 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 nói là alpha thuộc V sao, delta V sao đâu. Người ta chỉ đưa ra cái câu là gì? Cả alpha cả beta thuộc V sao. Sau đó thêm một ý nữa là alpha khác rỗng. Thực ra mà alpha phải có chứa biến thôi, không cần khác rỗng đâu. Khác rỗng là nhấn mạnh thôi, chứ còn nếu chỉ cần thêm câu là alpha có chứa biến là được. Anh ta phải có chữ biến, ít nhất một biến đấy. Ngôn ngữ sản sinh bởi văn phạm phi cảnh, văn phạm ngữ cấu. Các em thấy chỗ này nó gần như giống viết tắt là văn phạm phi ngữ cảnh, đúng không? Thêm chữ P nó vào là thành phi ngữ cảnh. Ở đây gọi là văn phạm ngữ cấu. G là thì vẫn theo định nghĩa thôi, đúng không? Tập hợp tất cả các sâu virus thuộc sigma sao theo do S suy dẫn một hồi ra sâu virus. Nào, chúng ta thử xem một ví dụ nha. Thí dụ 5.8, văn phạm phi ngữ cảnh sinh ra ngôn ngữ A mũ Y, với Y là một lũy thừa dương của hai. Các em thấy nghe lại thấy rắc rối rồi, đúng không? Đây thì cụ thể nó như sau, để phân tích đây, tương đương này. Tương đương là suy ra các sâu có dạng A mũ hai Y, đúng không? Y là một lũy thừa dương của hai thì biến đổi thành nhà hai mũ Y đi, đúng không? Lũy thừa dương của hai mà, ý là hai mũ một này, hai mũ ba này, hai mũ bốn, hai mũ năm đấy, đúng không? Thì chúng ta biến đổi thành dạng này cho nó dễ hình dung. Như vậy các sâu A của nó sẽ có dạng là gì? Nếu Y bằng một thì hai mũ một bằng hai, tức là có hai ký hiệu A, đúng không? Nếu y bằng 4 thì 2 mũ 4, 2 mũ 2 bằng 4, nên là có 4 ký hiệu A. Nếu y bằng 3 thì là có 2 mũ 3 bằng 8, 8 ký hiệu A. Tức là số ký hiệu A nó cứ gấp đôi lên, đúng không? Đấy, nó đoán những ngôn ngữ có dạng số ký hiệu A cứ gấp đôi lên, xuất phát từ y phải bằng 1 thì xuất phát từ 2 rồi đi, đúng không? Tức là ngôn ngữ của nó sẽ có dạng là gì? 2 a mũ 2 này, a mũ 4 này, a mũ 8 này, đó. A mũ 16. Thì với cái ngôn ngữ này thì văn phạm phi ngữ cảnh bó tay, đúng không? Các tập sản xuất thì
Em chú ý nhé, cái tập sản xuất của văn bằng phi ngữ cảnh có nghĩa là gì? Vế phải à, vế trái của sản, vế trái của sản xuất ấy chỉ có một biến thôi, một biến làm sao mà giải quyết được bài này. Đấy, vậy em thấy đây có 8 hàm và hầu hết vế phải của nó là phải ít nhất hai ký hiệu của cái thì vừa có ký hiệu kết thúc vừa có biến, đúng không? Cái thì cả hai biến. Để giải thích 8 cái hàm này thì tốt nhất là chúng ta lại phải xem qua ví dụ nhá. Ví dụ tìm các suy dẫn để sinh ra sâu 4 con A, tức là đây chính là 2 2 mũ 4 đấy, của 2 mũ 4 thì lại bằng 2 mũ 2 mũ 2 đấy. Để các em xem hành trình nó như thế nào nhé. Xuất phát từ ký hiệu S này, đây nó chỉ có một điểm xuất phát thôi, phải từ dùng giả xuất mô thôi, đúng không? S suy ra ACA. Thì thầy giải thích cho các em nhé, thầy đoán thôi, các ký hiệu đây chắc là người ta cũng có ý cả. Một số ký hiệu chữ C nhá, chữ C ở đây các em chú ý này, chữ C nó đứng trước một ký hiệu kết thúc nào đó ấy, thì nó copy C đây, thầy đoán là chữ copy, nó copy thành đôi đi. Đấy, nhân đôi và copy xong thì nó đẩy hết sang bên trái. Đấy, cái chính là cái hàm hai đấy, cái về cái hàm hai đấy, chính là nhiệm vụ của hàm hai. À, bây giờ thầy dùng nghịch chân để hàm hai là CA thì duy ra AAC, đúng không? AC nó nhân đôi lên và nó lại đẩy sang bên trái, để ý là nó chuẩn bị nhân đôi tiếp đấy, vì đây là số ký hiệu nó cứ gấp đôi lên rồi. Đấy, đặc điểm ở đây các em thấy là sâu bốn ngữ là số ký hiệu nó gấp đôi lên, thế nó đẩy sang hết bên trái để nó chuẩn bị nó gấp đôi ký hiệu nữa đấy, gấp đôi ký hiệu, chỉ gấp đôi ký hiệu kết thúc thôi. Nhưng mà đến đây này gặp B bây giờ, gặp B thì biết là hết rồi, không còn cái gì để nhân đôi nữa rồi. Đấy, gặp B. Đấy, khi gặp B thì thầy chuyển sang màu đỏ đấy, CB, dùng màu đỏ này. À, xuất phát từ CB thì các em thấy có hai hàm, hàm 3, hàm 4 đấy, hàm 3, hàm 4 đều xuất phát từ CB. Và đây chúng ta đang muốn nhân đôi nữa, đúng không? Mục đích muốn nhân đôi nữa, muốn nhân đôi nữa chúng ta phải dùng hàm 3. Còn không muốn nhân đôi nữa chúng ta dùng hàm 4. CB chúng ta cho ra E, E là exit ra khỏi. Thế còn 3 là CB ra DB. Đấy, dùng thế này. Thì chữ D ở đây thì đoán là double, thế này gấp đôi tiếp này. Thế nhưng mà muốn gấp đôi thì này phải xuất hiện C, đúng không? Vì C nó mới có chức năng copy các ký hiệu A nhỏ. Đấy, cho chúng ta phải phải đây chỉ là dấu hiệu là chuẩn bị double thôi. Thế còn bây giờ là phải làm sao phải bật được ra C. À, muốn bật được ra C thì phải rất là vất vả là dùng hàm 5. Tức là D phải gần A, đúng không? D phải gần A bắt đầu bảo A. Tức là gần như là phải hỏi xin ý kiến của A đấy, xem A có đồng ý cho ra C không. Thế thì D phải tiến đến A thôi, tiến đến A bằng cách dùng hàm 5. Hàm 5 là giữa AD thì suy ra DA, đúng không? Lại tiếp tục hàm 5 lần nữa. À, vừa rồi là gạch chân rồi chuyển sang màu đỏ đấy. AD lại sang DA, thế là D gần được A rồi, đúng không? Hỏi ý kiến xem là có đồng ý cho C xuất hiện không. Thế chúng ta dùng hàm 6, A đồng ý, A đồng ý cho C xuất hiện, thế thì AD biến thành AC, đúng không? Thế là có C rồi. C thì nhiệm vụ của C là cứ gần cái nào là C copy gấp đôi thôi, gần ký hiệu kết thúc nào là C copy gấp đôi thôi. Copy xong này đẩy nó sang bên trái để cho nó gần ký hiệu khác. Đây là dùng hàm hàm hai đấy, thầy ghi màu đỏ đấy, CA màu đỏ ra là ra AAC. Tiếp tục này, hàm hai tiếp đúng không, này hàm hai tiếp CA suy ra AAC. Đấy. Đến đây thì thấy đủ rồi, đủ 4A rồi thì ra khỏi thì chúng ta dùng hàm 5 đúng không? À không, hàm hàm 3 chứ. Hàm 4 ấy. CB ra E, exit là ra khỏi. Đây thì copy lại CB ra E. Đấy, thế là đủ được 4 ký hiệu A kết thúc rồi, nhưng mà nó lại còn những hai cái ký hiệu viết hoa đúng không? Còn A với E này viết hoa. Thế thì mục tiêu thì chúng ta phải để tiêu hai cái ký hiệu viết hoa này đi, hai ký hiệu không kết thúc này đi, đúng không?
Muốn tiêu đi thì E này cũng phải gần A, hỏi ý kiến A đã, đúng không? E phải tiến sát đến A. Đấy, tiến sát đến thì chúng ta dùng hàm 7. Cứ E, A, E thì thành E, đúng không? Đấy. Hàm 7 tiếp. Hàm 7 tiếp, đúng không? Hàm 7 tiếp, thế là gần nhau rồi, đúng không? Gần nhau rồi thì thôi, hai bạn này thấy mình cũng hết vai trò rồi, đúng không? Rủ nhau về hưu thôi, đúng không? Rời khỏi cơ quan thôi. Đấy thì bắt đầu là A, E chúng ta cho về rỗng, đúng không? Đấy, em thấy ý tưởng rất hay, đúng không? Rất hay. Và rõ ràng thì cái này thì văn phạm phi cái cảnh bó tay, đúng không? Không thể giải quyết được cái bài nào phức tạp này được. Được, em à, thôi nhân tiện thầy trình bày khi thi chúng ta bài này ra làm nào nha, thì xong các em nghỉ này, ra nghỉ ra chơi này. Ở đây chia sẻ cả màn hình nhé, à, xem có bài tập không. À đây bài tập thì thôi thử nghĩ xem nhé, sau vào thầy trình bày thử nghĩ ba câu này xem em nào thích nghĩ câu nào cũng được. Đây câu câu A thì chính là đoán nhân hai sâu liên tiếp giống nhau đấy, vế đúc đấy. Còn câu B thì các em chú ý là câu B nó này cũng có dạng, nếu chúng ta coi A là không thì đây này có dạng là không y bình. Không y bình nó là khác với vừa rồi là không hai mũ y. Y bình ở đây có nghĩa là gì? Với y bằng 1 đi thì y là một con không, đúng không? Với y bằng 2 thì là bốn con không. Với y bằng 3, 3, 3 bình là 9, 9 con không. Với y bằng 4, chỗ này thì nó không phải gấp đôi nữa mà nó phải theo cái kiểu đấy. Thế còn bài C là không mũ y, với y không phải là số nguyên tố, tức là y là số. Đấy, ý ví dụ như là không mũ 2 nhân 2 chẳng hạn, đúng không? Thế là thì thành 4 con không. Không mũ 2 nhân 3 chẳng hạn thì là 6 con không. Không mũ đấy, tóm lại y chúng ta cứ nó là một số số hợp số nào đó thì phải phân tích được thành ít nhất là hai số nhân với nhau thì mới là hợp số, đúng không? Thì ý là như thế. Nào thế các em thử sức ba bài này nha. Em nào vừa ra chơi vừa viết, em nào muốn tặng điểm thì thử viết xong gửi cho thầy xem. Ở bây giờ cứ cho là 10:25 nha, thì kể đến 10:40 các em vào thì điểm danh nha.
À, các em vào thời điểm danh nha. À, các em thích được rồi. Thầy ơi, Có gì em? nay nay chỗ em mất điện nên là em học bằng điện thoại, nó lát có em không ấn được, thầy tích giúp em ạ. Em tên là gì? Em tên là Cao Văn Văn ạ. Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Các em nào chưa em nào viết được bài này à? Ba bài đấy đúng không? Một ký 5.3 chính là ký số bài tập ở thầy lấy theo đúng số bài tập ở ở chương 5 đấy. Thế là chương 5 bài 3 nhưng lại có ba ý ABC ba câu. À, thì thầy nói trước em nhé, ba câu này thực ra mức khó của nó là đến 6 sao đấy bộ. Trước thầy cũng phải nghĩ rất vất vả mới ra được ba câu này. Đấy, do vậy thi thì chắc không thể thi cái dạng 6 sao này được đúng không? Thi 6 sao này thì chắc là chúng ta không ai nào được câu này. Thi cũng chỉ dạng 3 sao thôi nhé. Thế thì thi tức là trên những cái dạng cơ bản chúng ta những cái ví dụ cơ bản thì biến đổi một chút thôi thì ý là thế, chứ còn thi trên đây thì khó quá đúng không? Cái chương 5 là cái chương rất nhiều bài tập mức khó mức mức 6 sao của. Thế thì các em thích thử khả năng tư duy của mình thì thử về nghĩ xem mấy hôm thì ra. Thế còn đây ở trong tay chỉ giới thiệu để các em biết thế thôi, chứ còn để thôi chúng ta cũng không không hy vọng giải quyết được ba cái bài này trên lớp đó. Em nào mà giải quyết được một trong những câu này trên lớp thì xứng đáng miễn thi của, tức là đặc cách đó, không còn về thi nữa. Ở thầy chỉ mày tiếp nha.
Thì như thầy nói là hai cái này thì sẽ cùng xác định một ngôn ngữ đúng không? Một cái đoán nhận, một cái sản sinh. Thế nhưng mà về mặt giáo sinh, về mặt khoa học, người ta phải chứng minh hẳn hoi, chứng minh cho nó tương đương như thế nào. Cứ cho cái này thì có cái kia, cho cái kia có cái này theo hai chiều, thì cái mục 42 người ta giải quyết kiểu đó. Ở định lý 5.4 và định lý 5.5 thì sẽ chứng minh sự tương đương giữa văn phạm ngữ cấu và bài Turing, thì về các em có thể tham khảo. Thì những cái chứng minh chứng minh đó thì không liên quan đến bài tập, thì thầy không trình bày. Tiếp theo, như thầy nói là máy Turing là cái máy mạnh nhất đúng không? Thì và một cái máy yếu hơn có dạng gần như nó chính là automat tuyến tính dưới nội, và nó sẽ tương đương với văn phạm cảm ngữ cảnh. Thì cái mục 5 để giải quyết điều đó. Chứ chúng ta xem automat tuyến tính dưới nội là như thế nào. Đấy, khi thi thì các em được phép viết tắt là OTT GN. Đấy, các em chú ý nhá, thầy nói rồi chỉ những cái gì giáo trình viết tắt thì các em được phép viết tắt thôi. Lúc ấy là thầy trò cùng hiểu cái ngôn ngữ viết tắt rồi. Còn những chữ tiếng Việt mà các em cứ viết tắt là thi là thầy có quyền trừ điểm đấy nhá. Chúng ta phải rèn cái sự cẩn thận vào. Vì thực ra mình viết tắt là mình muốn đợi thời gian so với các bạn rồi đúng không? Thì mình cứ muốn viết tắt để cho nó nhanh, để có nhiều thời gian thì là bị trừ điểm thôi. Các bạn cứ tuân thủ viết đầy đủ nó sẽ chậm hơn các em. Thì mình viết tắt là như thế là mình muốn đợi hơn các bạn. Và thực ra cũng để rèn cái thói quen viết tắt chỉ khi nào chúng ta dùng cho chính chúng ta thôi, hoặc là gửi những cái tạm cho bạn để bạn đấy thôi, chứ còn những văn bản chính thức thì các em thấy có rồi được phép viết tắt đâu, đúng không? Báo cáo nào kia kể cả quốc gia hay là trong cơ quan thì không bao giờ người ta cho phép viết tắt cả, em chú ý điều đó. Nhưng thi cũng thế thôi, thi là cái văn bản rất là quan trọng, để trên cơ sở đó còn sau này còn phúc khảo phúc tra, mà các em viết tắt thì phúc khảo phúc tra là cứ theo văn bản mà làm thôi. Em chú ý là thi đừng có viết tắt đâu, viết tắt là thầy trừ điểm đấy. Để cũng rèn cái tính cẩn thận cho các em. Chỗ nào giáo trình được viết tắt thì cũng như là trong những cái báo cáo khoa học là người ta có trang các từ viết tắt như thế, nó phải có quy chiếu, chứ còn các em viết tắt lung tung chả có quy chiếu gì cả thì bị trừ điểm thôi. Đấy, thì các em chú ý nếu automat tính tính rơi nơi nội thì nó có đặc điểm là nó không mở rộng được vùng làm việc nha. Đây nói qua này. Automat tuyến tính dưới nội là một máy Turing không đơn định, nó cũng được xem là máy Turing, nhưng mà các em chú ý người ta lại trình bày không đơn định nha, là trình bày không đơn định và không có khả năng nới rộng vùng làm việc ra khỏi hai cái mút trái và mút phải. Ở chỗ này thì hai mút trái và phải nó khác nhau, nên người ta ký hiệu là và mút trái đây là chữ T đấy, T chỉ số T là bên trái đấy, tiếp theo là chỉ số P là bên phải đấy. Cái rào trái ra phải đấy. Chỗ này thì người ta này dùng 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 từ viết tắt của tiếng Việt rồi, đúng không? Rào trái rào phải, nó cứ loanh quanh ở trong đấy thì đâm ra là không không cần dùng đến ký hiệu trắng nữa, đúng không? Ký hiệu trắng nó thể hiện cái vùng vô hạn đằng sau, mở rộng băng nhớ, thì đây nó không được mở rộng băng nhớ, ký hiệu trắng là không sử dụng đến nữa. Automat tuyến tính dưới nội thì nhận biết được cái giới hạn bên trái và giới hạn bên phải, nó cho phép được nhận biết được hai cái giới hạn đó. Do vậy là gì, đến hai ký hiệu đặc biệt này thì sẽ phải được được thêm vào bộ chữ chữ sigma em nha, được thêm vào bộ chữ sigma. Nhưng mà sâu chúng ta thì sâu cần đoán nhận thì không chứa, thì lại không chứa hai cái rào này. Ủa? Ví dụ trong việc này sâu cần đoán nhận là AA BA này. Ủa? Ở lúc xuất phát sâu vào trên băng có dạng là rào trái. Đấy thôi, là thầy cứ đọc rào trái cho nó nhanh, chứ còn cái hiệu mút thì nghe nó hơi mất thời gian nhé. Rào trái này virus rào phải. Các em chú ý là xuất phát thì như thế này, nhưng mà đầu đọc viết thì chú ý là lúc nào nó đọc cái hiệu đầu tiên của sâu vào ở virus, chứ nó không phải nó đọc nó xuất phát từ rào trái đấy. Rào trái thì nó không có nghĩa trong cái điểm khởi đầu.
thì đọc nó thì chúng ta đã phải chuyển phải cho nó mất thời gian ra. Do vậy xuất phát là đầu đọc sẽ đọc ký hiệu đầu tiên của sâu vào, và sâu vào thì phải thuộc sigma trừ dấu trái có phải, sau này sao lên ở đây nó cũng bị nổi phông thôi, thì chữ S thì chính là chữ sigma đi rồi. Trong quá trình làm việc nếu đầu đọc gặp phải cái mút trái thì phải chuyển sang phải đúng không, đến đến bên trái thì biết là vào ngõ cụt rồi thì phải ngược lại, tức là phải chuyển phải. Còn nếu mà gặp mút phải thì phải chuyển trái, biết là đến cái đầu phía phải chúng ta lại ngược ngược lại cho nó quay trái. Đấy, tóm lại trong quá trình làm việc cứ đầu đọc cứ chuyển tới lui quay trái quay phải thì cứ gặp gặp mút trái thì là phải ngược lại đó. Cứ gặp cái đầu mút thì chúng ta phải quay vào vào phạm vi bên trong, lại gặp nút trái chúng ta phải chuyển, mút trái chúng ta phải chuyển phải, gặp mút phải chúng ta phải chuyển trái. Ý tưởng là như thế thôi. Thế còn những cái khác nó như máy đu linh rồi. Một cách hình thức thì người ta định nghĩa automat trên lý do là một hệ thống như sau. Để các em thấy là gì, cơ bản vẫn thế thôi, chỉ khác cái chỗ dòng trái dòng phải đấy. Chỗ dòng trái dòng phải đấy thì trước đây ở máy đu linh nó là khoảng trắng đấy, vị trí đấy nó khoảng trắng đấy. Thế như vậy các em thấy là về mặt thành phần đi thì nó còn hơn máy đu linh một thành phần nữa đúng không. Máy đu linh thì hai cái dòng trái dòng phải thì chính là vị trí đấy là vị trí của khoảng trắng B blank đấy. Thì đây lại thêm hai cái này vào thì cái này thì thêm vào nhiều thành phần nhưng mà chất lượng thì không có đúng không, hai cái dòng trái dòng phải này thì chả có chất lượng gì cả, một cái khoảng trắng nó đứng đấy thì nó còn ghi được rất nhiều thứ vào khoảng trắng. Thế do vậy là cũng không phải là cứ cấu hình trong số thành phần nó nhiều hơn nó mạnh hơn đâu đúng không? Nó chỉ là một phần thôi, còn cái quan trọng là cái nội dung của từng cái hiệu đấy nó như thế nào thì nó mới thể hiện cái mạnh. Trong đó này sigma quy gamma hàm chuyển sigma này quy không ép vẫn như máy đu linh, còn rào trái có phải thuộc sigma và hàm chuyển đấy. Hàm chuyển các em thấy đây này là hàm chuyển đa định em nha, hàm chuyển đa định. Đến đây các em thấy người ta này dùng lại ký hiệu ép hoa đấy, ép hoa nó ra một tập các giá trị đấy. Tức là gì, có chuyển trạng thái này, ghi ký hiệu mới đè vào ký hiệu cũ này, sau đó chuyển trái hoặc chuyển phải như máy đu linh không khác gì cả, và phải thỏa mãn điều kiện như sau. Đây muốn nói đến những cái điểm mút đấy, hàm chuyển quy dấu trái tức là gì, đang ở trạng thái quy đọc được dấu trái đúng không, thì phải bằng một cái giá trị nào đó. Em chú ý này là gì, chuyển sang trạng thái P này và viết Y đè vào dấu trái, nhưng mà Y ở đây thì Y phải bằng dấu trái đúng không, Y phải bằng dấu trái. Thế là cũng nói là viết ký hiệu nào đó đè vào nhưng mà Y nó phải viết chính cái dấu trái đè vào nó, và sau đó là chuyển chuyển phải. Đấy, E đây cái giá trị của hàm là gì? PIE thì các em chú ý chữ Y hoa E hoa là chữ nó mang tính tổng quát. Trong trường hợp này thì Y hoa buộc phải là dòng trái, E hoa thì buộc nó phải chuyển phải. Đúng. Đến mút trái thì phải chuyển phải. Thế còn đến mút phải, để ý người ta viết Y hoa E hoa đây này để cho nó mang tổng quát. Còn gặp trường hợp gặp mút phải đây, như thầy vừa nói gặp mút phải thì phải ghi dao phải đè vào dao phải thôi. Các em chú ý là không có được xóa cái dao phải dao trái, cho vậy gặp nó chúng ta phải ghi chính nó đè vào chứ không không được làm biến dạng hai cái ký hiệu đó. Thế thì gặp phải thì phải chuyển trái thôi, thì nên E hoa sẽ bằng L tức là left được. Hệ bên này ngầm định của automat tuyến tính dưới nội M là V đúc bằng VP với V đúc thì bằng gamma hợp với Q. B gồm các sản xuất được thành lập theo quy tắc sau. Nếu có
sigma qx này thuộc p, đây đây là hàm như thầy nói vẫn hàm đang định, chúng ta phải viết thuộc mà. Chỗ này nhá, thì đọc tình huống của nó là gì, đang ở trạng thái q này, đọc được kiểu x này, chuyển sang trạng thái p này, ghi y đề vào x này và chuyển phải right đúng không? Chúng ta có sản xuất đấy, các em thấy trường hợp này thì sản xuất nó lại có vẻ nó người ta chỉ cần thế này thôi. Đúng. Q x thì suy ra IP đấy. Sau B không có gì, tức là đã chuyển phải rồi, đã chuyển phải rồi. Và cái vế trái của bên trái của P là Y, tức là Y lúc này nó đứng ở bên trái thôi, nó đã vượt qua một ký hiệu rồi. Thế còn nếu mà gặp chuyển trái, tức là đang ở trạng thái Q đọc được ký hiệu X thì chuyển sang trạng thái B này, viết Y hoa đề vào X hoa này, left chuyển trái, chúng ta có sản xuất. Lâu lắm rồi ai mà nhớ được. Giờ mẹ đi học lại toán cao cấp năm nhất còn đang thấy mệt đây này. Nào bạn Đạt thì như Đạt là tắt mic đi anh. Đấy thì các em thấy là gì, chuyển trái, chuyển trái thì phải gặp cái gì đó đúng không, phải gặp cái gì đó. Giờ đây đây ý là chuyển trái thì gặp Z đấy, chuyển phải thì gặp cái gì đó người ta không quan trọng, là người ta vẫn có đường đi đúng không? Vẫn có đường đi. Thế còn chuyển trái thì các em chú ý là không có cái gì ở trước nó, là chúng ta không thể được đường đi đúng không, không thể đường đi. Do vậy phải chúng ta phải có cái Z của có Z để biết là khi chuyển trái sẽ gặp Z, ý như thế. Chứ phải thì không cần, không phải không cần, phải thì nó vượt qua cái đằng sau là cái gì cũng không cần quan tâm. Thế còn chuyển trái đi, rõ ràng nếu các em cứ để x ý, để x không đang quy gặp x mà chuyển trái mà chúng ta không biết cái gì đằng sau là chúng ta không biết được, không biết được. Nên là chuyển trái thì là hàm sản xuất nó trông nó cồng kềnh hơn là do chuyển trái mới gặp cái gì đó. Đây là chuyển trái gặp Z. Đấy, thế cho đây như vậy chúng ta thấy là gì, chúng ta có sẽ có sản xuất là ZQX thì suy ra BZY, đấy, BZY để thể hiện là đang đọc kiểu Z đấy, đầu đọc đang đọc kiểu Z. Thế chỗ này các em cứ hình dung không có Z thì sản xuất biết kiểu gì đây, không biết được, không biết được thể hiện chuyển trái. Như vậy chúng ta phải thêm Z à, còn chuyển phải thì không cần. Đây nhưng mà quan trọng gặp cái chỗ đầu đọc đây. Đấy, ví dụ hàm 3 này. À, tức là đọc chỗ này nghĩa là gì, đang ở trạng thái Q gặp được cái rào trái thì viết rào trái đề vào rào trái đúng không? Trạng thái Q đổi sang trạng thái P và phải chuyển phải đúng không? Phải chuyển phải. Đấy, khi các em thấy là có sẽ hàm à, có sản xuất là gì, quy rào trái thì thành rào trái P đúng không? Rào trái P thế này thế là nó đã chuyển tải rồi đây, nó đã vượt qua rào trái rồi đây đúng không? Thế con này nếu có gặp rào phải này, đang ở trạng thái quy gặp rào phải thì đổi sang trạng thái P, viết rào phải đề vào rào phải và chuyển trái. Đấy, chuyển trái thì phải gặp cái gì đó, lại quay lại cái tình huống trên, chuyển trái thì sẽ gặp Z đúng không? Đấy thì chúng ta sẽ có sản xuất là gì, ZQ rào phải suy ra BZ rào phải à, với mọi Z thuộc gamma à, với các quan hệ suy dẫn trực tiếp và suy dẫn sau đã được định nghĩa trong hệ viết lại thì ngôn ngữ được định nghĩa bởi ô tô mát tuyến dính dưới nội được định nghĩa là. Đấy, thì các em thấy là cái sâu đó thì là vì chúng ta đã quyết là rào trái rào phải thuộc sigma mà, do vậy cái sâu của chúng ta là phải lấy sigma trừ đi, sâu cần đón nhận thì không được chứa cái rào trái rào phải, do vậy sâu đó sẽ thuộc mở ngoặc đấy, sigma trừ rào trái rào phải cho tất cả chúng ta mới sao đây. Thế sau cho cũng từ cái hình trạng ban đầu rào trái q không v đúp rào phải suy ra một hồi, suy dẫn sau một hồi ra rào trái gamma 1 b gamma 2 rào phải. Thì chỗ này thì các em thấy nó cũng giống như máy tu đinh thôi, nó chỉ thay máy tu đinh là rào trái rào phải, nó bỏ hết cái chỉ số trái phải đi thôi. Còn chỗ này cũng như máy tu đinh.
Tức là khi đoán nhân ý, thì các em chú ý đồng đọc không cần nhất thiết ở cuối sâu. Vì nó cũng được phép ghi mà, nên là ghi sâu vào thường nó bị biến dạng rồi. Thế do vậy chỉ cần quan tâm là rơi vào trạng thái P thuộc F thôi. Vậy còn đồng đọc thì đọc ở vị trí nào cũng được. Thế thì khi này dừng lại để thầy đây này phải hướng dẫn kem thì khi thi gặp bài này như thế nào. Đây đây chia sẻ cả màn hình này. Đấy thì để các em phân biệt nhá, khi thi thì thầy cũng thường ra cái dạng bài mà nó ở mức đơn giản thôi, và thực ra ở mức đơn giản thì chúng ta viết theo máy Turing được, viết theo máy automat tính tính giới nội được, đúng không? Nó chỉ phân biệt ở những bài khó thôi, những cái bài nó có bài đặc thù mà buộc chỉ có viết ở máy Turing mà không viết được automat tính giới nội thì bài đấy nó quá phức tạp, không thi cái dạng đấy. Thì cái dạng mà sẽ có bài mà thực ra viết kiểu gì cũng được, viết máy Turing cũng được, viết theo automat tính tính giới nội được, nhưng mà phải theo yêu cầu của bài. Cái ví dụ bài bảo là cái bài này thì phải viết theo máy Turing, bài này phải viết theo máy automat tính giới nội, thì các em phải chú ý như vậy. Ý tức là bài này chúng ta đều có thể viết ra hai máy, nhưng mà khi thi bảo viết theo máy nào các em phải viết đúng theo máy đó, để xem các em có hiểu cái máy đó không, hiểu viết bài này theo máy Turing không, hiểu viết bài này theo automat tuyến tính dữ liệu không. Thì các em chú ý là cái bài này thì thầy vừa hướng dẫn là viết theo máy Turing rồi, đúng không? Bây giờ thầy này hướng dẫn viết theo máy tuyến tính dữ liệu thì các em xem nó khác điểm gì nha. Thì chúng ta thấy này, đây về mặt cấu trúc đây, nó thêm dòng trái dòng phải đây, giải thích sigma đây, q cũng như thế, vẫn dùng 5q thôi. Chỗ này thì thầy này thừa y đúng không, chỗ này thực ra chỉ cần x thôi, như thầy vừa nói đấy, nó có điểm c rồi cần x thôi, chỗ này thầy quên chưa xóa thôi. Đấy, như vậy mặt cấu trúc thì các em chú ý nhá, nó khác là chỗ này là rào trái rào phải chứ không phải khoảng trắng. Đấy, khi thi mà các em nào cứ bê nguyên khoảng trắng ở đây thì thôi coi không hiểu bài luôn đấy. Đấy, phải giải thích đầy đủ thôi. Chứ còn các em có nguyên si cái viết theo máy Turing ở đây thì kể cả viết đúng thêm cho phần này là không có điểm nào nhé. Vì thể hiện máy móc, học máy móc chép ở đâu đó mà tôi không hiểu đề yêu cầu cái gì. Thế sau các em thấy là cái điểm điểm hết này, điểm hết thì đúng ra với máy Turing như đây nó có khoảng trắng đấy, đúng không? Có khoảng trắng. Thế còn với máy automat tuyến tính dữ liệu thì phải gặp cái dao phải, đúng không? Thay khoảng trắng bằng dao phải. Và với máy Turing thì các em chuyển gì cũng được, cái bây chúng ta chuyển phải đi, đúng không? Nhưng mà đây theo quy định là gì? Nếu gặp dao phải thì phải chuyển trái, gặp đầu mút phải phải chuyển trái. Đấy, nó có cái điểm khác như thế các em nha. Chú ý như vậy. Đấy, như khác mấy chỗ, khác chỗ này này. Thêm cái giải thích dòng trái dòng phải này. Đấy, và khác trên cấu trúc này, đúng không? Đấy, mấy cái chỗ khác như đấy. Tập sigma cũng phải thêm vào này, tập gamma cũng phải thêm vào này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. À, còn một điểm khác nữa nhá. Điểm khác thứ 6 này các em chú ý. Vì như thế này thì giáo trình nói là đây là đang trình bày automat tuyến tính dữ nội đa định. Đa định thì kể cả có một giá trị các em này cũng phải đưa vào tập hợp, đúng không? Một nó vẫn là tập hợp. Thế còn máy Turing thì chúng ta không cần cái này. Đấy, chúng ta xóa cái này đi, đúng không? Xóa đi. Vì máy Turing là đơn định, thế còn automat tuyến tính dữ nội là đa định. Đa định thì kể cả có một giá trị các em phải thêm cái móc nhọn vào. Đấy, các em chú ý như thế. Như vậy là có đến 7 điểm khác đấy.
6 rồi thì tính đấy. Thì các em chú ý nhá, chứ còn thi mà chúng ta không để ý cái yếu đó là thì hiện là không có có hiểu bài thì sẽ bị mất điểm. À, thế còn với cái bài trình bày bài ngữ cấu thì với văn phạm phi ngữ cảnh thì chúng ta có cũng có dạng bài kiểu như là xây dựng văn phạm phi ngữ cảnh sinh ra ngôn ngữ nào đó đúng không? Em thấy nó có dạng bài đó. Thì với những dạng bài đó thì các em phải cần diễn giải nhé, phải có cái diễn giải. Nhưng mà với cái dạng bài này, với những cái ngôn ngữ của những văn phạm ngữ cấu này thì nó quá khó, nếu mà diễn giải nó rất mất thời gian. Với những cái ngôn ngữ này thì các em cứ nghĩ ra tập sản xuất cũng là quý rồi. Thế ra vậy trình bày thì không cần diễn giải nữa. Đấy, chúng ta viết cấu trúc nó ra, cấu trúc ra xong ta viết tập sản xuất của nó ra. Đấy thì đây thì lại trình bày lại cái slide vừa rồi đấy. Văn phạm ngữ cấu sinh ra những ngôn ngữ dạng A mũ Y đấy. Y là những từ dương của A, chúng ta trình bày đúng như này xong rồi. Đấy thì cách trình bày một số bài tập các em chú ý như vậy. Nào thì tiếp nha. Như vậy là thầy đã trình bày xong ô tô mát tuyển tìm dưới nội rồi. Giờ chúng ta xem văn phạm cả ngữ cảnh là gì. Văn phạm mà cả ngữ cảnh, hãy viết tắt được như vậy. Đây. Văn phạm cảm ngữ cảnh thì nó cũng là một hệ thống, chúng ta xem tập sản xuất nó hạn chế thế nào thôi. Ủa, so với cái ngữ cấu nó bị hạn chế đi, hạn chế thế nào. Đây thì các em chú ý nhé. Bây giờ tập sản xuất có hạn chế như sau này. B là tập hữu hạn các sản xuất dạng A suy ra alpha, trong đó độ dài của alpha thì phải nhỏ hơn hoặc bằng độ dài của beta. Và đấy, và chỗ này cái dưới này thì vẫn như thế, vẫn như giải thích ở dạng ngữ cấu vừa rồi thôi. Tóm lại nó bây giờ chỉ thêm một cái ràng buộc là độ dài của alpha phải nhỏ hơn bằng độ dài của beta. Nào thì hỏi các em, với ràng buộc này thì văn phạm này có ra được sâu rỗng không các em? Với ràng buộc tập sản xuất như thế này thì văn phạm này liệu có suy ra sâu rỗng không? Có không em? Tức là gì? Độ dài của vế phải luôn phải lớn hơn là bằng độ dài của vế trái. Thì có ra được sâu rộng không? M vế phải thì ít nhất phải có độ dài mấy rồi? Vế phải thì ít nhất phải chứa một biến, nên vế phải ít nhất phải có độ dài một. À, vế trái chứ, vế trái ít nhất phải chứa một biến, vế trái alpha ít nhất phải có một chứa biến. Như vậy alpha ít nhất phải có độ dài một rồi. Nếu mà nếu mà văn phạm mà chứa sâu rỗng thì ít nhất phải có một sản xuất suy ra sâu rỗng. Đúng không em? Phải ít nhất phải có một sản xuất suy ra sâu rỗng. Mà sản xuất mà suy ra sâu rỗng thì sâu rỗng lại có độ dài không.
là vế phải có thể có độ dài không, nếu mà xuyên sống là vế phải có độ dài không, vế trái thì này luôn có độ dài nữa là một, thế thì mâu thuẫn đúng không? Mâu thuẫn rồi thì văn phòng cả với cảnh này không bao giờ suy ra được sụp rỗng nên nha, suy ra sụp rỗng là mâu thuẫn ngay. Ngôn ngữ được sản sinh ra nó vẫn theo định nghĩa tổng quát đúng không? Em chí là tại sao cái này nó gọi là cảm ngữ cảnh, là vì sản xuất của nó, dạng chuẩn của nó cũng đã có thể quy về dạng như này, quy về dạng này alpha 1 a alpha 2 suy ra alpha 1 beta alpha 2. Tức là gì ở đây muốn nói là gì, a hoa ấy. Thực ra chỗ này chúng ta chỉ thấy là thay a hoa bằng beta thôi đúng không, thế còn alpha 1 alpha 2 thì vẫn thế. À, như vậy đây muốn nói là gì, để thay được a hoa thành beta chúng ta phải có ngữ cảnh hai bên đó, alpha 1 alpha 2 nó như là ngữ cảnh ở xung quanh cái a hoa để giúp a hoa sinh ra được beta. Đấy thì người ta gọi là cảm ngữ cảnh như thế, phải cảm nhận được ngữ cảnh hai bên của. Thế còn phi ngữ cảnh thì lại không cần, chỉ cần a hoa thôi, nó vứt hết alpha 1 alpha 2 đi để gọi là phi ngữ cảnh. Đấy thì nhà từ ngữ nó ý là như vậy. Chúng ta thêm thí dụ nha, thí dụ 59 đây. Xét văn phòng mà cảm ngữ cảnh G. Đấy, có cấu trúc như vậy. B gồm các tập sản xuất như sau. Có 7 sản xuất. Thì người ta bảo gì, đây là một văn phạm phi ngữ cảnh sinh ra các sâu có dạng. Đây, đến chỗ này bắt đầu chúng ta mới thấy số A bằng số B bằng số C đây. Đấy như ở phần diễn giải đầu tiên thầy bảo cái ngôn ngữ này thì ô để xuống nó chịu đấy, đúng không? Vì nó thành chia ba đoạn, số A bằng số B bằng số C. Thế thì cái này là máy Turing nó giải quyết được và ô đẩy số nó cũng giải quyết được, nhưng mà chết chúng ta xem thế thì văn phạm đã đúng không, vì cứ một cái nó nhận một cái sản sinh thì chúng ta thử xem văn phạm sản sinh ra nó kiểu gì đây, làm thế nào nó lại sinh ra được cái sâu dạng như này. Thế đây có 7 sản xuất, thế nhưng 7 sản xuất này sẽ giúp sinh ra những sâu có dạng này, chúng ta xem nó hoạt động thế nào nhé. Ví dụ bây giờ chúng ta cần ra sâu 3 A mũ 3, B mũ 3, C mũ 3 này thì cũng phải xuất phát từ S thôi. S thì có hai sản xuất từ S, thì ý là gì, sản xuất thứ hai là để kết thúc, còn sản xuất một là để cho nó nở ra đấy, nó nở ra thì các em chú ý sản xuất một đầu tiên chúng ta dùng sản xuất một này, S suy ra A S B C. Thì các em chú ý nhá, khi A nhỏ ấy thì nó ở đầu cho nên người ta giải quyết luôn là A nhỏ. Thế còn cái B hoa C hoa ấy, sau này B hoa sẽ ra B nhỏ và C hoa sẽ ra C nhỏ. Như vậy đây là nó giải quyết về mặt số lượng là bằng nhau rồi đúng không? Số A bằng số B bằng số C rồi. Thế còn hoa hai chỗ nữa, đầu tiên phải hoa đã, sau thì hoa nó sẽ biến thành nhỏ. B hoa sẽ thành biến đến B nhỏ, C hoa sẽ biến thành C nhỏ. Và cái kiểu đi kiểu này thì các em chú ý là rõ ràng là chắc chắn số A và số B nó bằng nhau, số A số B số C bằng nhau đúng không? Đấy, đây chúng ta nở cái nữa đi, dùng lại chính nó bắt đầu thì sang màu đỏ đấy, S màu đỏ suy ra A S B C, tức là dùng lại sản xuất một chúng ta nở ra được 2A 2B 2C. Thì các em chú ý nhá, vì A nó ở đầu thông ra nó đảm bảo nó gần nhau, thế còn B C thì thôi chúng ta phải chấp nhận nó xen kẽ thôi, chút nữa chúng ta sẽ đổi chỗ sau, BC chút nữa đổi chỗ sau, còn bây giờ chỉ cần số lượng chữ A, số lượng ký hiệu B, số lượng ký hiệu C nó bằng nhau thôi. Nào đến đây theo các em dùng tiếp hàm 1 hay hàm 2, nếu chỉ muốn ra ba ký hiệu, ba ký hiệu A, ba ký hiệu B, ba ký hiệu C thì dùng hàm 1 hay hàm 2 đây. Tổng hai ạ. Đúng rồi, vì chỗ này chúng ta thấy thôi đủ rồi. Đúng không? Hàm 2 ý là thôi, đừng có nở nữa. Đừng có nở nữa thì chúng ta đừng cho S xuất hiện ở bên phải nữa. Còn S muốn nó xuất hiện ở bên phải, nó nở tiếp. Đấy, chúng ta dùng hàm 2. Hàm 2 các em thấy bên phải là không còn S nữa, thì nó không thể nở được nữa. Đấy, cho nên dùng gạch chân đấy. S gạch chân suy ra A, B, C gạch chân. Đấy, thì đây các em thấy là gì?
Về mặt số lượng là đủ rồi. Số lượng chữ cái A nhỏ bằng số lượng chữ cái B hoa bằng số lượng chữ cái C hoa. Đấy, bây giờ chỉ có hai vấn đề đúng không? Vấn đề thứ nhất là gì? A thì đúng rồi ở một chỗ rồi, còn B, C đang bị xen kẽ nhau. Và B, C vẫn còn đang bị hoa. Thì cứ từng việc một. Bây giờ việc thứ nhất là chúng ta phải cho B, C nó gần nhau đi, chỗ nhóm B, nhóm C nó riêng đi, đừng có đứng xen kẽ nhau này. Đây dùng hàm ấy các em. Để cho B, C được đứng gần nhau thì nhóm B riêng, nhóm C riêng ta sẽ dùng hàm ấy. Em đoán cho nào, dùng hàm ấy. Dồn B vào một góc, dồn C vào một góc, nó gần nhau đi, dùng hàm ấy. Dùng hàm ba Đúng rồi, hàm ba. ba Đúng rồi, thay cho cái gạch màu đỏ là ý thành ba nhóm đấy. Nhóm ở trên xuất phát từ S ấy, để nở và kết thúc nở. Đấy, hàm 3 là nhóm giữa là để chuyển chỗ. Đấy, thì bắt đầu thầy dùng màu đỏ đấy. CB màu đỏ suy ra BC màu đỏ chính là hàm 3 đấy. Đấy, như vậy là đã có sự gần nhau rồi đây đúng không? Sau tiếp tục lại dùng hàm 3 lần thứ hai đúng không? Hàm 3 lần thứ hai bắt đầu dùng đến CB gạch chân đấy. CB gạch chân thì bằng BC gạch chân đúng không? Đấy. Thế nó lại gần được một chút nữa. Sau này tiếp tục dùng hàm 3 với chuyển sang màu đỏ đấy, CB màu đỏ. CB màu đỏ chúng ra BC màu đỏ. À, thế là đến đây là nhóm nào ra nhóm đấy rồi đúng không? Như vậy nhiệm vụ chuyển chỗ xong. Đấy, bây giờ như bắt đầu đến nhiệm vụ là cho B hoa thành B nhỏ đúng không? Cho B hoa thành B nhỏ, cho C hoa thành C nhỏ. Thì các em chú ý mà nếu mà mình cứ vội vàng bảo thế thì khó gì đâu cho sản xuất là B hoa biến thành B nhỏ. Nếu mà các em vội vàng thế là hỏng ngay, nó sẽ sinh ra sai đâu đó, mà cái đâu đó là hơi bị nhiều. Thế đây người ta phải rất là chặt chẽ. B hoa mà muốn biến thành B nhỏ nó phải có ngữ cảnh, phải có ngữ cảnh chứ không tự mình mà ra được, phải nhờ bạn xung quanh. Để nó cho mình dùng hàm mấy, các em chỗ này dùng hàm mấy, bắt đầu dùng hàm mấy, hàm mấy để B hoa biến thành B nhỏ, hàm 4 đúng không? Đấy, phải có ngữ cảnh. B hoa mà muốn thành B nhỏ phải nhờ cái ngữ cảnh A nhỏ nó ở đầu hàm 4 đấy, phải nhờ nhờ bạn bè tiếp sức thì mới ra được, chứ không có một mình đừng có ra. Thì chúng ta hàm 4, để hàm 4 các em thấy là tiếp sức này. Để bên lại đây, để cái chân đấy. Hàm 4 là gì? A nhỏ B hoa thì thành AB nhỏ. Đó, AB nhỏ. Thế sau đấy tiếp theo cái B hoa lại muốn ra B nhỏ tiếp thì lại phải dùng ngữ cảnh B nhỏ. Ngữ cảnh thì luôn có thể thay đổi, không cần ngữ cảnh đầu đúng không? Hoàn cảnh thực tế luôn biến động nhưng mà phải có ngữ cảnh. Vừa rồi là dùng ngữ cảnh A nhỏ, bây giờ là dùng ngữ cảnh B nhỏ. Dùng ngữ cảnh B nhỏ chính là hàm 5. Đấy, chúng ta có B nhỏ B hoa thì thành ra B nhỏ dùng hàm 5 tiếp. Đấy, dùng hàm 5 tiếp thì là biến được thành ba con B nhỏ rồi. Giờ đến C muốn biến thành C nhỏ lại phải có ngữ cảnh. Ngữ cảnh đây lấy ngữ cảnh của B nhỏ. Nên chúng ta dùng hàm 6. Bắt đầu chuyển sang màu đỏ đấy. B nhỏ C thì thành BCC. À, bây giờ lại đổi ngữ cảnh. C hoa muốn biến thành C nhỏ thì lại phải dùng ngữ cảnh C nhỏ đằng trước. Dùng ngữ cảnh C nhỏ đằng trước chúng ta dùng hàm 7. Đấy, hàm 7 tiếp. Đấy, các em thấy là ý tưởng rất hay đó. Đấy, như vậy cái chỗ các em thấy là để biến B hoa hay là C hoa thành B nhỏ C nhỏ chúng ta phải có từ hàm 4 đến hàm 7 để chúng ta có mấy cái ngữ cảnh, có bốn cái ngữ cảnh của B cũng phải B có hai ngữ cảnh và C có hai ngữ cảnh thì hoa mới biến thành nhỏ được. Nào, thế giờ các em thử làm bài này nhé. Cái dạng bài này thì lại không khó các em nhé, là vì chúng ta có cái nền của cái ví dụ này rồi. Nếu mà chưa có cái nền ví dụ này thì cái này quá khó. Em thấy là để nghĩ ra được cái tập sản xuất cho cái ví dụ 59 này thì nếu mà nghĩ từ đầu thì không không đơn giản.
Nhưng mà đã có cái ý này rồi thì chúng ta viết cái bài tập 5.6 thì lại không khó đâu, chúng ta biến đổi một chút thôi. Nào bây giờ làm bài câu A trước đi. Câu A trước nha. Nào viết xong gửi cho thầy nào. Bắt chước ý tưởng của cái tập sản xuất này, chúng ta cải tiến đi một chút là xong được rồi. Vấn đề chúng ta phải phân tích, chúng ta nhìn ra cái điều đó xem biến đổi như thế nào, sửa lại một chút thôi, cái tập sản xuất này là xong rồi. Thì thi thì thôi, thi dạng này thôi các em nhé, thi thì thi cái dạng bài 5.6 này thôi.
Đây có ba em đưa ra thì nhận xét luôn nhá, xem nào. Đấy, Vũ đúng rồi đấy, đúng không? Vũ đúng này. Thắng cũng đúng, thắng với Vũ là chung ý tưởng, đúng không? À, Văn cũng thế, ba em đều trùng ý tưởng, tức là giữ nguyên ba cái đầu, giữ nguyên ba cái đầu thì chỉ biến đổi cái dưới thôi, cái dưới thì cứ mỗi khi sinh ra bê chúng ta gấp đôi lên, mỗi khi bê hoa thành bê nhỏ chúng ta cho ra hai cái bê nhỏ, đúng không? Và c hoa thành bê nhỏ, c nhỏ chúng ta cho ra ba cái c nhỏ. Nhưng nó còn 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 cách khác em nha, còn còn cách khác nữa, về các em thử nghĩ xem còn một cách khác nữa. Rồi về các em thứ nhất là với bài 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 cô A các em nghĩ cách khác nha, và về các em làm cô B nha, về thử làm cô B xem. Và các em chú ý là khi thi thì thầy thi thi cái dạng này thôi, nhưng mà thầy sẽ biến đổi đi một chút nha. Ví dụ thầy này thích cộng thêm 1 thêm 2 ở vị trí nào đó chẳng hạn. Để luyện cho nó tốt thì về các em cứ tự ghi ra để luyện nha. Còn thi này thì không giống như thế này đâu, để tức là phải chúng ta phải có cái sự suy nghĩ tư duy một chút. Thì khi thi cái câu dạng này thuộc câu khó. Đấy, để cho những em nào muốn tham vọng 90 điểm thì chúng ta nghĩ suy nghĩ cái câu này. Rồi thầy sẽ tặng điểm cả các em nhé. À, khi trình bày cái dạng bài này thì các em cũng trình bày giống hết cái cảm ngữ cấu như thầy vừa nói đấy. Em chỉ thay cái ngữ cấu thành cảm ngữ cảnh thôi. Thế còn chúng ta chỉ cần viết cấu trúc nó ra, là viết tập sản xuất nó ra, thế là xong. Vì những cái này mà diễn giải ý tưởng ra thì rất dài, rất mất thời gian. Là thực ra các em cứ nghĩ được tầm sản xuất thì cũng là quý rồi. À, buổi sau là buổi cuối cùng đấy, các em chú ý là các em cũng ôn tập đi, sau có gì thì hỏi thầy thì hỏi nha. Và các em phải dưới 4 ý, thì cố gắng ôn cho nó kỹ vào. Chỗ nào chưa rõ về thầy dặn dò ôn tập thì hỏi thầy. Để cố gắng buổi sau thầy hỏi cho nó qua đi. Thầy hỏi như thầy nói đấy, hỏi được 5 câu mà cứ 3 câu không trả lời được là coi như học lại đấy. Thì lúc ý thầy có thể hỏi thêm câu nữa, hỏi thêm câu nữa mà trả lời được thì thôi cũng cho qua, đúng không? Chứ hỏi câu nữa câu này cũng không trả lời được thì thôi coi như các em xứng đáng với học lại. Nếu các em không có, các em có câu hỏi gì nữa không? Nếu các em không hỏi gì nữa thì buổi học hôm nay đến đây kết thúc. Thầy chào cả lớp nha. Được rồi. Chào em. Em thôi.